Câu hỏi trắc nghiệm môn toán, các bạn cả lớp trang trí cho đẹp cho thầy. Cho nên nhỏ lại. Đấy. Đây là biết cách format rồi, thầy dạy hết cái hôm trước rồi. Hỏi trắc nghiệm môn toán này. Chúng ta đi cho thầy là lớp hai chẳng hạn. Rồi bây giờ các em sẽ chèn ra các câu hỏi. Chúng ta chèn lấy cái hình nào được. Em copy ra. Câu 2. Câu 3 copy ra. Câu 1. Như này nữa mà các bạn không nhớ nữa thì thôi đấy. Câu 4. Copy ra nhá. Câu 5. Khi mà chúng ta kéo ra, chúng ta thấy nó đánh dấu chúng ta, chứng tỏ nó đã căn cho chúng ta rồi nhé. Đây này, đấy là bằng nhau nhé. Thì chúng ta không cần phải phân phối nữa. Câu 6. Câu 7. Nó căn cho theo hai cái đầu tiên. Câu 8. Đã có nhiều câu hỏi cấp 2. Câu 9. Câu 10. Xong các em copy cho thầy hết cái này nhá. Chúng ta ấn cần chúng ta giữ cần chôn để kéo xuống. Đấy. Xong ta lại kéo xuống. Đó, xong ta lại kéo xuống. Xong ta lại kéo xuống. Đó, và các em sửa cho thầy 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Đấy, các em làm được cho thầy 22 23 24 25 26 27. Các em sửa mới thôi. 28 29 30. Section mới. Em đặt cho thầy câu 1. Phải làm nó
Ta đặt tên như này ta đỡ quên. Nha. Câu 1 mà các em làm cho thầy như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở trong câu 1 này chúng ta thêm new slide đấy, của câu 1. New slide một câu hỏi và 3-4 câu trả lời đi. Có nghĩa là phải 5 slide. Được chưa? Rồi đến câu 1. Rồi thầy làm cho một câu 1 nhá, cả lớp chú ý này. Câu 1 là tam giác cân là tam giác có đặc điểm gì? Đấy, các em làm thế cho thầy tắt này đi nha. Sau đó bắt đầu mới trả lời. Insert home, insert, insert đây. Chúng ta sẽ chọn tiếp theo này. Phân phối ra cho đều nhé. Chọn này cho thầy. Vào format này, ở đây chúng ta có align luôn. Chúng ta chọn cho thầy vertical. Đó. Rồi sau đó các bạn, đây là cái phần hỏi nhé. Đó, phần hỏi thì cái những cái này các bạn để ẩn hết cho thầy. Đó, chọn 2 là giấu đi. Câu này chúng ta lại có vẽ một mũi tên cho nó về. Chúng ta vẽ mũi tên về nhé. Rồi mũi tên quay trở về. Đấy,
thầy nói rất là chậm, cái này các bạn phải làm được. Bách này quay trở về. Rồi bây giờ ta mới làm việc cho chúng nó trỏ vào nhau. Câu 1, đây các bạn nhìn này. Hyperlink. Cho câu 1, câu hỏi trắc nghiệm này. Chúng ta chọn đây nhá. Đây là chính trang. Đấy, còn đây là tam giác cân có đặc điểm gì? Đâu đây. Đấy. Xuống đây. Đã câu 1 được liên kết rồi. Câu 2, câu 3, câu 4 ta làm dần. Đến về đây chúng ta lại quay về kia. Chúng ta lại chọn hyperlink. Quay về cái trang câu hỏi trắc nghiệm. Đấy. Là quay về đấy. Thế còn cái này thì lại quay tiếp xuống các câu chi tiết. Ví dụ câu này chúng ta thiết kế, ta để một cái hình to lên đây. Trước khi vào đấy thì chúng ta xóa đi hạ cái này. Đấy. Các bạn nhìn vào đấy cho thấy đúng và sai. Cái này chúng ta cho edit, sửa cho nó một cái hình nào. Copy nó sang cái này. Xóa ra đi. Các bạn paste đây cho thầy là đúng. Được chưa? Sai đúng. Thế ta cần hai cái này thôi, ta thử vào đây. Câu này đúng. Đấy, ví dụ câu này đúng các bạn trỏ luôn vào phần. Hai cái này nó chưa có tên nhé, các bạn muốn viết ngoài các bạn viết đúng cũng được ở chỗ. Nhưng mà chúng ta nhớ là ba là sai, cái này là đúng. Đấy. Đây câu này là sai. Câu này cũng đúng thì các bạn tép vào. Câu này cho là đường cao, có đường cao bằng không bằng đường trung tuyến. Câu này chúng ta là câu sai. Các bạn lại trò tiếp vào đây được. À là sai. Đấy. Chưa? Trong những cái này thì các bạn lại cho thầy cái mũi tên link. Rồi các bạn lại làm mũi tên link. Quay về. Mũi tên đấy hay chúng ta sử dụng mũi tên khác cho đẹp hơn. Mũi tên chúng ta lại trở về đúng không vậy? Rồi thế là thầy đã hướng dẫn các em làm được câu hỏi 1. Các câu hỏi khác các em làm tương tự. Cả lớp có theo dõi không nhỉ? Alo các bạn. Alo.
UBM các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Alo, sao các bạn không lên tiếng cho thầy nhỉ? Rồi thế bây giờ nhá, cái này là đã xong và các bước làm tương tự đối với những cái còn lại. Bây giờ chúng ta thử xem nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem từ ban đầu cho đến à, các bạn nhé, vào câu hỏi 1 sai, quay về quần nhau đúng, quay về cái này, quay về là thầy chưa nhắc đúng không? Rồi ok, quay về của cái mũi tên này thầy chưa. Đấy. Ok. Đấy là cái nội dung của cái phần này. Các em làm xong chưa? Không chờ để thầy ấy lên. Thế còn bây giờ thầy đăng lên YouTube nhá. Cả lớp làm lại nhá.